Bài đó mình hát mà mình không có biết lời. Dương Nguyễn ơi, ngày 29 tháng 9 này là em sẽ quay chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ cuốn 20. Ngày 29 tháng 9 này nè chị, thì mọi người đang ráo riết để tập chương trình, với lại hiện giờ là đang tập và đang rất là chạy nước rút để cho ngày 29 diễn. Tại vì ngày 29 diễn live cho khán giả, cho nên bây giờ anh chị em nghệ sĩ của Bước Chân Hai Thế Hệ ai cũng rất là tập cực lực. Nhất là anh Dương Đình Chí, bây giờ ảnh đang trong chế độ diet, và ảnh cũng đang rất là lo nhiều cái khâu trong cái công việc. Cho nên hiện tại mọi người đang rất là bận để tập cho cái chương trình làm sao mà thiệt là hay để phục vụ cho tất cả mọi người cái ngày đó. Ngày 29 tháng 9 mọi người nhớ tới nhà hát Bến Thành để ủng hộ cho chương trình nha. Thu Trần ơi, chị cũng có từng về Rạch Giá rồi cưng.